làm theo lời Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, cả mũi và lớp hiền, quyết chí cùng làm nên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023. Sôi nổi chung kết hội thi dân vũ thể thao lần thứ nhất năm 2022. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồn biên phòng Hải Hòa tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức tọa đàm biểu dương các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu thị xã Nghi Sơn năm 2022, nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2022. Tham dự tọa đàm có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã; Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã; Bùi Tuấn Tử, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, lãnh đạo các xã phường cùng các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thị xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã phát biểu khai mạc tọa đàm. Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp đến tháng 10 năm 2022, nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới. Theo đó, hiện nay, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thị xã là 1.159 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp thành lập mới 10 tháng năm 2022 là 162 doanh nghiệp, đạt 108% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 90% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thị xã giao. Trong số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, có 212 doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế tỉnh, 1.022 doanh nghiệp thị xã quản lý. Trong thời gian qua, hoạt động của doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo ra các sản phẩm, giá trị gia tăng, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động trên địa bàn, tăng thu cho ngân sách. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng số thu nộp ngân sách của doanh nghiệp trên địa bàn không giảm. Nộp ngân sách của các doanh nghiệp, chi cục thuế quản lý đạt 77 tỷ đồng, trên dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã giao thu 69 tỷ đồng. 10 tháng năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh đã đi vào ổn định sau dịch bệnh, nên số thu nộp ngân sách của doanh nghiệp trên địa bàn đạt 75 tỷ đồng, trên dự toán giao thu 71 tỷ đồng, đạt 105% dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã giao. Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã giải quyết việc làm cho trên 38.000 lao động, với thu nhập bình quân hàng năm của lao động đạt từ 60 triệu đến 120 triệu đồng. Với sự năng động nhạy bén trong kinh doanh, các doanh nghiệp đã khai thác các lợi thế tiềm năng của thị xã để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cũng đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, tham gia thực hiện các chương trình, dự án của thị xã, đặc biệt là tham gia xây dựng phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, từ đó khẳng định vai trò, vị thế, khả năng, uy tín của các doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã thông tin những nét cơ bản về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn thị xã Nghi Sơn trong 9 tháng năm 2022. Đồng thời, biểu dương những thành tích, kết quả các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thị xã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh. Nhưng tôi cũng đề nghị các đồng chí thị ủy, các đồng chí ủy ban, các đồng chí tiếp thu các cái đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp ngày hôm nay để về chúng ta sẽ trao đổi, để bàn bạc, chúng ta giải quyết sớm những cái đề xuất kiến nghị thỏa đáng của các doanh nghiệp. Mà trong thời gian tới cũng rất mong là ủy ban, các đồng chí thường xuyên tổ chức các cái buổi gặp gỡ đối thoại
trao đổi với doanh nghiệp để chúng ta cùng nhau tháo gỡ khó khăn để mà phát triển. Vậy thì với cái truyền thống gắn bó đoàn kết của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp của thị xã, với cái tinh thần quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của cấp ủy chính quyền thị xã, thì tôi cũng tin được rằng trong thời gian tới và các những năm tiếp theo, cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp thị xã Nghi Sơn sẽ vượt qua khó khăn và ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương thị xã Nghi Sơn ngày càng văn minh giàu đẹp. Tại buổi tọa đàm, các đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đã tặng hoa chúc mừng hội doanh nghiệp thị xã, hội doanh nhân, cựu chiến binh thị xã và câu lạc bộ doanh nghiệp nữ thị xã nhân kỷ niệm 18 năm ngày doanh nhân Việt Nam. Nhân dịp này, ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã biểu dương khen thưởng 42 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. Sự hội nghị tập huấn có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Lê Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã phường, cơ quan đơn vị, bí thư chi bộ các đơn vị trực thuộc. Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, tổ chức quán triệt, triển khai đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ kiểm tra đã chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu các quy định về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đề nghị các đồng chí tham gia lớp tập huấn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận để hội nghị tập huấn đạt được kết quả tốt nhất. Sau lớp tập huấn, vận dụng những kiến thức, nội dung được tập huấn trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng tại địa phương, đơn vị mình. Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy truyền đạt những nội dung về Quy định số 22 QĐTU ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 37 QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở trên địa bàn thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2022-2025, kết luận số 34 KLTU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030, các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra, kỷ luật và thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, nắm vững các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các văn bản mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 10,
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn tổ chức chung kết hội thi dân vũ thể thao lần thứ nhất chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022 và kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của Tổ chức Tài chính Vi mô Tình thương chi nhánh Thanh Hóa, TIM 1992-2022. Tham dự hội thi có các đồng chí Hà Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, đại diện lãnh đạo cơ quan, đoàn thể thị xã, cấp ủy chính quyền 10 xã phường có đơn vị dự thi. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Lê Thị Hường, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã nhấn mạnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội thi, qua một năm triển khai phong trào dân vũ đã có 23 trên 32 đơn vị ra mắt câu lạc bộ với 65 câu lạc bộ dân vũ thể thao, các đơn vị tổ chức hội thi cấp cơ sở, tổ chức hội thi cấp cụm tại 5 cụm thi đua của thị xã. Với 31 đơn vị tham gia đã thành công tốt đẹp. Chung kết hội thi dân vũ thể thao cấp thị xã là kết quả đánh giá quá trình triển khai cụ thể thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, phong trào thi đua người phụ nữ Nghi Sơn thời đại mới, có tri thức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới hoàn thiện mục tiêu mỗi đơn vị duy trì một hình thức văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, và phong trào mỗi phụ nữ hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện luyện hàng ngày. Sau hơn một tháng triển khai, hội thi dân vũ thể thao tại 5 cụm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân các xã phường trong toàn thị xã. Qua phòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 10 đội thi xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết cấp thị xã gồm các đơn vị Hải Thượng, Hải Bình, Trường Lâm, Tùng Lâm, Hải Yến, Xuân Lâm, Hải Hòa, Hải Lĩnh, Định Hải, Ngọc Lĩnh. Với tinh thần nhiệt huyết, sự đầu tư chuẩn bị công phu, các tiết mục biểu diễn của các đội thi đều sôi nổi, vui tươi, đảm bảo đúng thể lệ hội thi. Mỗi đội thi trình diễn 2 tiết mục dân vũ thể thao, trong đó có 1 tiết mục bắt buộc và 1 tiết mục tự chọn, được thể hiện trên nền nhạc là các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Hội thi đã thể hiện đúng tinh thần, khỏe, đẹp, là sân chơi lành mạnh, bổ ích để cán bộ hội viên phụ nữ thị xã thể hiện tài năng, sáng tạo, sự tự tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phụ nữ và phát triển phong trào dân vũ tại địa phương. Chị Đỗ Thị Thơm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân Lâm cho biết. Ngày hôm nay tổ chức hội thi cấp thị tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tại trung tâm hội nghị thì chúng tôi cũng đã cố gắng bằng cái nỗ lực tập luyện của mình. Đến giờ này thì chúng tôi cũng đã đạt được những cái thành tích như mong đợi. Tức là giải đặc biệt thì cái giải chỉ là một vấn đề thôi, nhưng chúng tôi nghĩ là cái hội thi dân vũ thể thao này sẽ thu hút được đông đảo hội viên của chúng tôi tham gia hơn, tích cực hơn trong các cái hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Và cái quan trọng nữa là chúng tôi tuyên truyền cho tất cả hội viên phụ nữ của chúng tôi và nhân dân tức là tích cực tham gia cái dân vũ thể thao này, để rồi là vừa là vui tình làng nghĩa xóm, vừa là nâng cao cái sức khỏe, rồi là để rồi là tích cực trong các cái hoạt động khác. Cái dân vũ thể thao này chúng tôi nghĩ là rất là tích cực, rất là tốt, để rồi là một trong những cái động lực để chúng tôi tuyên truyền và chúng tôi lồng ghép vào đó, để rồi là nâng cao cái nhận thức của cán bộ hội viên cũng như là nâng cao các cái hoạt động về phong trào và nhiệm vụ công tác hội. Chị Nguyễn Thị Hương, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Thượng cho biết. Tôi rất vui khi đơn vị Hải Thượng đã đạt giải nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và tôi mong muốn là Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ tổ chức nhiều chương trình như thế này cho chị em chúng tôi được giao lưu học hỏi trong thời gian sắp tới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân Lâm, 2 giải nhất cho đơn vị xã Trường Lâm và phường Hải Thượng, 2 giải nhì cho đơn vị phường Hải Hòa và xã Định Hải, trao 5 giải ba cho các đơn vị hội phụ nữ xã Hải Yến, phường Hải Bình, phường Hải Lĩnh, xã Ngọc Lĩnh và xã Tùng Lâm, và trao giải phong cách cho đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Yến.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã chủ trì hội nghị. Năm 2022, trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn những khó khăn đặt ra cho thị xã và từng xã phường. Song được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, chỉ đạo điều hành của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan và các xã phường toàn thị xã đã hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân. Công tác tổ chức giao quân nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Năm 2023, thị xã Nghi Sơn được giao tuyển chọn gọi 216 công dân nhập ngũ, trong đó nhập ngũ vào các đơn vị quân đội là 190 công dân, nhập ngũ vào các đơn vị công an là 26 công dân. Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã đã triển khai kế hoạch tổ chức các bước sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo kế hoạch, từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe tại các xã phường từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2022, tổ chức khám sức khỏe quân sự cấp thị xã. Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã đã đóng góp các giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyển quân như công tác khám tuyển sức khỏe tại cơ sở, công tác đảm bảo quân số giao nhận quân, công tác tuyên truyền về tuyển quân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã nhấn mạnh, để hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xuyên suốt trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự, quán triệt và thực hiện quyết liệt, đầy đủ, có hiệu quả các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phối hợp rà soát, xét duyệt, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện sơ khám tuyển nghiêm túc, phân loại kết quả cụ thể, thực chất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý trong quá trình khám tuyển, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao quân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 10, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối về Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh do đồng chí Hà Văn Giáp, Chánh Văn phòng Điều phối tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã kiểm tra và thẩm định mức độ đạt an toàn thực phẩm tại phường Xuân Lâm và phường Tĩnh Hải. Cùng tham gia về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và đại diện các ngành hữu quan. Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo phường Xuân Lâm và phường Tĩnh Hải, cũng như qua kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế tại chợ Trúc, cơ sở mầm non Tư Thục, các thành viên trong tổ thẩm định đã đánh giá trên từng nội dung quản lý về mức độ đạt và những tồn tại cần khắc phục. Đó là chưa có sự thống nhất về mặt số liệu trong báo cáo hồ sơ lưu. Chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm phường chưa thể hiện rõ trong quá trình kiểm tra. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn còn ít, đồng thời cần tăng cường việc giám sát, thống kê về cơ sở sản xuất kinh doanh. Kết luận buổi kiểm tra thẩm định mức độ đạt an toàn thực phẩm tại phường Xuân Lâm và phường Tĩnh Hải, đồng chí Hà Văn Giáp, Chánh Văn phòng Điều phối về Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, công tác lãnh chỉ đạo về xây dựng phường an toàn thực phẩm tại phường Xuân Lâm và phường Tĩnh Hải tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng thiếu sự đồng bộ, quyết liệt và thống nhất. Công tác phối hợp giữa cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội chưa chặt chẽ. Vì vậy cần có sự vào cuộc để thống kê bổ sung các cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ nhất là cơ sở sản xuất nông nghiệp, thủy sản, sớm kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng phường an toàn thực phẩm, ban hành quy chế phối hợp và tổ chức thực hiện một cách cụ thể đối với từng chỉ tiêu, tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng phường an toàn thực phẩm. Văn phòng Điều phối thị xã Nghi Sơn tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo đôn đốc phường Xuân Lâm và phường Tĩnh Hải khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra, hoàn thiện hồ sơ để được công nhận phường an toàn thực phẩm vào cuối năm 2022 theo kế hoạch đề ra. V
Vừa qua, đồn biên phòng Hải Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hải Châu và Ủy ban nhân dân phường Hải Ninh tổ chức tuyên truyền vận động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của IUU. Tới dự có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo đồn biên phòng Hải Hòa, cấp ủy chính quyền phường Hải Châu, Hải Ninh. Tại hội nghị, gần 200 ngư dân của hai phường đã được cán bộ đồn biên phòng Hải Hòa triển khai các nội dung Nghị định số 42 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và khai thác hải sản bất hợp pháp theo quy định IUU. Trong đó, những trường hợp mà ngư dân thường bị xử lý hành chính là cải hoán tàu thuyền, giấy phép hết hạn, tắt định vị trong quá trình khai thác đánh bắt, tắt giám sát hành trình. Tùy từng mức độ vi phạm, nghị định có mức xử phạt cụ thể. Đối với quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU của Ủy ban châu Âu được cụ thể hóa, đó là khai thác bất hợp pháp bao gồm các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm luật pháp quốc gia hay quốc tế, khai thác không theo quy định là bao gồm các hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực biển mà ở đó không áp dụng các biện pháp hay khu bảo tồn quốc gia, quốc tế. Khai thác không báo cáo là bao gồm các hoạt động khai thác thủy sản không được báo cáo chính xác cho các cơ quan quản lý. Thông qua hội nghị tuyên truyền, giúp các ngư dân nắm được những quy định về các lỗi vi phạm hành chính và mức xử phạt trong lĩnh vực thủy sản. Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đồn Biên phòng Hải Hòa đã trao cờ Tổ quốc cho ngư dân tại hai phường Hải Ninh và Hải Châu. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, Trường Trung học Phổ thông tỉnh Sa Pa có 588 em học sinh khối lớp 10 và chia thành 14 lớp. Khác với những năm học trước đây, đây là năm học đầu tiên nhà trường triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 10. Trên cơ sở nguyện vọng và đăng ký của học sinh, nhà trường hiện nay có 4 tổ hợp môn cụ thể gồm tổ hợp lý, sinh, hóa, tin với chuyên đề học là toán lý hóa, tổ hợp lý hóa sinh, tin với chuyên đề học là toán lý tin, tổ hợp lý công nghệ, nông nghiệp, địa, giáo dục, kinh tế và pháp luật với chuyên đề học gồm toán, văn, giáo dục, kinh tế và pháp luật. Tổ hợp gồm sinh, công nghệ, nông nghiệp, địa, giáo dục, kinh tế và pháp luật chuyên đề học là toán, văn, giáo dục, kinh tế và pháp luật. Qua đánh giá ban đầu cho thấy, hầu hết các em học sinh đều phấn khởi khi chương trình lớp 10 năm nay có thêm phần môn lựa chọn giúp học sinh thuận lợi trong việc định hướng nghề nghiệp sau này. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, từ đầu tháng 7 năm 2022, nhà trường đã triển khai họp các nhóm tổ hợp để tất cả giáo viên được phân công dạy lớp 10 được tập huấn, tập trung nghiên cứu và đưa ra kế hoạch bài giảng theo từng bộ môn phù hợp với chương trình. Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức mua sắm cơ sở vật chất, đảm bảo công tác dạy và học theo chương trình mới như lắp toàn bộ hệ thống TV, nối mạng Internet cho 14 lớp khối 10, mua sắm thêm 200 bộ bàn ghế mới, làm mới 2 sân bóng chuyền và 1 sân bóng rổ, tổ chức tập huấn cho giáo viên thông tư số 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 10. Thầy giáo Hà Văn Lực, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông tỉnh Sa Pa cho biết. Thực hiện cái chương trình giáo dục 2018 áp dụng đối với khối 10 năm học 2022-2023 thì chúng tôi có rất nhiều thuận lợi. Cái thứ nhất là hệ thống văn bản chỉ đạo của Bộ, của ngành học rất là kịp thời và sâu sát. Cái thứ hai là ban giám hiệu nhà trường cùng tập thể các thầy giáo, cô giáo đã vào cuộc trong công tác nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa một cách đầy đủ. Cái thứ ba là chúng tôi đã kịp thời bổ sung hệ thống cơ sở vật chất để phục vụ cho cái quá trình dạy học trong cái năm nay. Cái thứ tư là chúng tôi đã xây dựng được kế hoạch phối kết hợp với các trường trung học cơ sở trước khi chúng tôi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Bên cạnh những cái thuận lợi đó thì chúng tôi cũng còn rất là nhiều cái khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên phải kể đến đó là cái sách giáo khoa tính đến thời điểm này thì bộ môn giáo dục địa phương vẫn là chưa có để chúng tôi thực hiện. Cái khó khăn thứ hai là cái trang thiết bị phục vụ cho cái chương trình giáo dục mới 2018 là chúng tôi đã đăng ký, tuy nhiên đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa được trang bị. Bên cạnh những cái khó khăn, những cái thuận lợi đấy thì tôi tin tưởng rằng với cái sự đồng lòng quyết tâm từ đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, tập thể các thầy giáo, cô giáo cùng với sự vào cuộc của học sinh và phụ huynh thì tôi tin tưởng rằng là chúng tôi sẽ thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ của năm học mới 2022-2023.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.